Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shopton Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2019. Mình sẽ giới thiệu với anh chị một sản phẩm mang thương hiệu Fan. Đó chính là cái cây Eto hàm 150 của Nhật, thương hiệu cây quạt. Và cân nặng của nó là 36,4 kg. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết. Tất cả cái Eto của Nhật thì nó bằng thép. Eto Fan cũng là bằng thép luôn. Thì cái mặt sau này là cái phần bảo vệ cái tim trong, mà nó là bằng thép. Chúng ta có thể dùng cái bề mặt này để chúng ta đe. Chị nhìn cây này nhìn rất là đẹp, gần như là nó mới. Ti trụ thì nó là ti trụ tròn, cho nên xài rất là bền trong quá trình sử dụng. Hàm môi bên trên vẫn còn rất là đẹp, tinh tươm. Nhưng mà cái phần trên này nó hơi bị rằn ri chút, không đẹp bằng cái cây vừa rồi mình bán. Cái kia thì nó đẹp hơn. Đây mặt phía trước, tay quay vẫn còn nghiêm chỉnh, quay rất là nhẹ nhàng. Sẽ quay vô, nó vẫn còn rất là khít nha, và không có bị rơ lắc, khá là đẹp luôn. Đây, không lơ lắc. Và phần trên đây nó hơi rằn ri hơn chút. Rồi đây mặt bên hông rất là đẹp. Rồi, và đây là cái Eto Fan, thương hiệu Fan cây quạt, hàng của Nhật, Eto thép, hàm 150, và cân nặng của nó là 36,4 kg, giá bán là 5.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.